Nhật Lệ xin mến chào quý thính giả thân yêu của kênh Radio Hay Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình đọc truyện của kênh hôm nay Nhật Lệ sẽ mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện về một cô gái Vì em mình mắc nợ Mà cô miễn cưỡng phải cưới một người đàn ông hơn mình khá nhiều tuổi Cũng từ đây cô bước vào một mối quan hệ mới Và rồi lại tiếp tục mắc vào những hiểu lầm Thiếu chút nữa thì ảnh hưởng đến mạng sống Liệu những rắc rối có được giải quyết Những hiểu lầm có được gỡ bỏ không Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện về cô gái này nhé Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện Và đừng quên like, chia sẻ kênh chuyện Để nhiều người cùng được nghe quý vị và các bạn nhé Nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của câu chuyện Em nhất định về làm thế sao? Hưng hai tay vẫn để trong túi quần Mắt hướng ra phía như con sóng ngoài xa kia bình thản nói. Tôi im lặng. Dường như Hưng hiểu, anh nhẹ nhẹ thở dài một hơi, rồi cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng sóng biển vẫn đều đều đập vào bờ cát trắng. Tôi và Hưng là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi đã bên nhau được 3 năm, đã đưa nhau về gia đình ra mắt. Cả hai đều đã có việc làm ổn định, hai gia đình cũng không phản đối. Tất cả đều ủng hộ một đám cưới trong tương lai Nhưng đời luôn bất ngờ xảy đến những chuyện éo le Em gái tôi đua đòi Bị bạn bè rủ dê Nó còn đem cả sổ đỏ mảnh đất của gia đình đưa đi cắm nợ bọn xã hội đen Đến khi không thể trả nổi lãi nữa Bọn côn đồ đến nhà làm loạn Cả nhà mới vỡ lẽ Gia đình tôi và Hưng đều là gia đình bình thường ở quê Làm ăn buôn bán nhỏ Để nuôi chúng tôi ăn học đầy đủ thì cũng gần như là hết sức hết lòng rồi số nợ mà em gái tôi gây ra cho dù có bán cả hai nhà cũng không thể bù đắp nổi bố mẹ tôi sau khi biết tin thì gần như gục ngã bố cả ngày đi ra đi vào thở dài mẹ cũng chỉ biết khóc tôi cũng cố gắng vay mượn khắp nơi hưng cũng giúp tôi hỏi vay hết những chỗ cần vay nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể đang trong lúc loay hoay không biết làm sao thì chú Tuấn Một người bạn của bố đến nhà tôi Biết chuyện chú đề nghị giúp đỡ bố tôi trả nợ Bao giờ có thì trả Gia đình tôi cuối cùng cũng được cứu Em gái tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm Bố mẹ và tôi cũng bàn nhau Sẽ cố gắng làm ăn mà trả nợ Một buổi sáng cuối tuần Tôi còn chưa tỉnh dậy Đã nghe tiếng huyên náo ở ngoài sân Tôi ra xem thử thì thấy Mấy chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước sân Rất nhiều người đứng ở ngoài đó Tay mỗi người cầm một cháp đồ Phổ vải đỏ Cứ như là đang đến làm lễ hỏi Tôi thấy bố và chú Tuấn Ngồi trên bộ trường kỷ của kỹ Không biết chú Tuấn nói gì Mặt bố tôi có vẻ căng thẳng Sau khi chú Tuấn về Bố tôi lại rơi vào tình trạng Như lúc chưa trả được nợ Cả ngày đi ra đi vào Chốc chốc lại thở dài Tôi có hỏi nhưng bố lại nói là không sao. Tôi biết có hỏi nữa bố cũng không nói, mãi đến một hôm, bố cuối cùng cũng nói cho tôi biết, chú Tuấn giúp nhà tôi trả nợ, không phải là không có lý do, chú muốn lấy tôi. Đúng là chuyện gì trên trời cũng có thể xảy ra. Chú Tuấn là bạn của bố, kém bố 5 tuổi, tức là gần gấp đôi tuổi của tôi. Chú chưa từng lấy vợ. Tôi không biết chú có bao nhiêu tiền nhưng theo lời bố kể và trí nhớ của tôi mỗi lần chú đến từ nhỏ đến giờ thì chú là một người rất giàu bố không biết vì lý do gì mà chú đưa ra lời đề nghị này nhưng chú là người rất tốt với bố không chỉ khoản nợ khổng lồ kia mà ngay cả trong suốt những năm qua chú cũng giúp gia đình tôi rất nhiều bố không nói với tôi nhiều chỉ bảo chú đã tốt như thế chẳng đòi hỏi gì đây là lần đầu tiên chú đưa ra một lời đề nghị với bố lại rất khẩn thiết bố nghĩ chú thật lòng với tôi bố cũng đã suy nghĩ rất kỹ đắn đo rất nhiều mới đưa ra quyết định này tôi đương nhiên là không chấp nhận tôi đã có hưng là người yêu công việc thì ổn định cưới nhau đến nơi rồi có lý do gì để bỏ anh đi lấy một người gấp đôi tuổi tôi cho dù là vì số nợ kia tôi sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ và người chú mà tôi đã từng rất kính trọng, người bạn thân thiết của bố tôi, đã dùng cách bị ổi nhất để có được tôi. Chú đã cưỡng bức tôi. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, tôi tỉnh lại trong khách sạn, không một mảnh vải che thân. Chú Tuấn lúc đó đã mặc đồ lại ngồi hút thuốc nhìn ra cửa sổ. Tôi khóc không ra nước mắt. Chú Tuấn ôm tôi an ủi, nhưng chú nói sau này sẽ bảo vệ tôi cả đời. Tôi không dám nói với Hưng, tôi cảm thấy bản thân không còn xứng đáng với ai nữa. Tôi chia tay Hưng, tôi nói mình không muốn một cuộc sống nghèo khó, chú Tuấn có thể cho tôi tất cả và Hưng đã đồng ý. Ngày cưới là ngày vui nhưng nhà tôi chẳng ai cười được cả. Xóm làng cũng xì xào nói là tôi ham giàu phụ nghèo, tôi im lặng chấp nhận tất cả. Cũng lúc đó, tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng nghĩ đến bố mẹ đã già rồi Còn về người đầu bạc Tiễn người đầu xanh Sau này em tôi cũng đi lấy chồng Nó là đứa ham vui Liệu có chăm sóc được cho bố mẹ không Sau đám cưới Chú Tuấn đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật Một tuần Đêm đầu tiên tôi viện cớ mệt Do đám cưới và chuyến bay dài Muốn đi ngủ sớm Chú không nói gì cả Chỉ lặng lặng ra ngoài hút thuốc dù giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện đó Nhưng là lúc tôi không tỉnh táo Nghĩ lại tôi vẫn thấy dùng mình Người ta nói Trốn một hôm thì được Chứ làm sao trốn cả đời Tôi dùng bài mệt đến ngày thứ ba Thì chú nói Em không cần phải làm thế Nếu em không muốn tôi sẽ không ép Thì chú cũng đã ép tôi phải cưới rồi đây Tôi lẩm bẩm Nhưng hình như chú nghe thấy Chú thở dài một cái rồi bảo tôi Đừng gọi tôi là chú nữa Vợ chồng chả ai xưng chú cháu cả Nói rồi Chú với lấy cái áo khoác đi ra ngoài Tôi không biết phải nói gì Im lặng rồi thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau Lúc tôi tỉnh dậy rồi chú mới về Chú bảo tôi Nay anh mệt Em muốn đi chơi ở đâu thì cứ đi đi nhé Rồi lăn xuống giường ngủ mất Tôi có chút bất ngờ Tôi cứ nghĩ chú sẽ tiếp tục ép tôi Hoặc làm gì đó Để khiến tôi phải khuất phục như cái cách chú làm tôi phải cưới chú vậy Nhìn người đàn ông đang say ngủ Tự nhiên trong lòng tôi có chút bối rối Vội vàng gạt đi những suy nghĩ không đâu Tôi thay đồ rồi ra ngoài một mình Nơi chúng tôi đi tuần trăng mật Cũng là một thành phố biển xinh đẹp Resort tôi ở nằm trên một hòn đảo gần bờ Tôi đi dạo quanh đảo Ngắm nhìn dòng người qua lại Nhìn cuộc sống vô tư của người dân nơi đây bỗng một chiếc xe đạp lao thẳng vào người tôi khiến cho tôi ngã nhào ra đất cô không sao chứ một người thanh niên cao giáo vội chạy lại đỡ tôi dậy tôi bỗng thấy cơn đau nhói ở chân hóa ra cú xô làm tôi chật khớp chân rồi người thanh niên đỡ tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đó xoa xoa nắn nắn một hồi cái chân cũng đỡ đau hơn lúc này tôi mới nhìn thấy thủ phạm thằng nhóc chạy xe đạp mặt tái mét hoảng hốt nói không nên lời cháu cháu xin lỗi cô cháu nhìn khuôn mặt đang sợ sệt của thằng nhóc tôi bất giác phì cười không sao nhóc có sao không thằng bé như sắp khóc lắc lắc cái đầu với mái tóc bết mồ hôi cháu không sao ạ cô có cần đi viện không ạ à? nhưng cháu chỉ có từng này tiền thôi nói rồi tay thằng nhóc rụt rè. Móc ra vài tờ tiền lẻ run rẩy nhìn tôi Lúc này tôi với chàng thanh niên cùng bật cười Cô không sao Lần sau cháu đi cẩn thận nhé Nghe được câu này Thằng bé mới giãn cái mặt ra Lễ phép xin lỗi tôi rồi mới dựng xe đi tiếp Tôi nhìn người thanh niên trước mặt Một người đàn ông với nước da hơi ngâm dáng người rắn giỏi Và một đôi mắt rất sáng Cảm ơn anh đã giúp tôi Người thanh niên thấy tôi thì cứ nhìn mãi đứng thẳng dậy lắc đầu ra ý là không có gì tôi là minh rất vui được gặp cô tôi là linh một lần nữa rất cảm ơn anh chúng tôi đã quen nhau như vậy tôi còn không nghĩ tạo hóa còn sắp sẵn nhiều chuyện bất ngờ hơn phía sau minh hóa ra ở cùng một thành phố với tôi anh cũng đến đây du lịch khi biết tôi đã có chồng còn mới cưới anh chúc mừng tôi Chúng tôi nói chuyện rất hợp với nhau, có rất nhiều sở thích giống nhau như thích đọc sách, thích ăn kem vào mùa đông, còn thích ăn ngô nướng nữa. Chúng tôi cứ ngồi nói mãi những chuyện trên trời dưới đất cho đến khi chú Tuấn gọi về ăn tối. Tôi và Minh mới biết là đã muộn rồi. Sau tuần trăng mật, chú Tuấn đưa tôi về nhà riêng của chú. Nói là nhà riêng nhưng thật ra là một căn biệt thự trong khu đô thị cao cấp. Nhà tôi nghèo, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được thấy tận mắt một nơi xa hoa như vậy. Càng chưa từng nghĩ sẽ sống ở đây. Chú ở đây một mình nhà. Tôi tò mò khi thấy nhà cửa vắng tanh. Thấy thế chú Tuấn gọi lớn. Chị Lan, anh Hoàng ơi. Vừa dứt lời, một người phụ nữ và một người đàn ông đều khoảng 40 tuổi chạy ra. Chú về rồi đi ạ. À. Người phụ nữ thấy chú Tuấn vui vẻ nói rồi nhìn sang tôi tỏ vẻ hơi bất ngờ đây đây là cô linh đúng không tôi cũng không bất ngờ có lẽ chú tuấn đã nói trước với họ chú tuấn gật đầu giới thiệu với tôi đây là chị lan người giúp việc nhưng chị ở đây mấy chục năm rồi nên như là người trong nhà vậy tôi mỉm cười xã giao gật đầu chào rồi chú quay về phía người đàn ông còn lại còn đây là anh hoàng Vừa là quản gia, vừa là lái xe, cũng là người làm việc nặng trong nhà, em có gì cần cứ nhờ anh ấy nhé." Tôi gật đầu chào, người đàn ông cũng gật đầu chào lại. Phòng của tôi ở tầng 2, được bài trí rất sang trọng. Tôi không biết chú Tuấn làm nghề gì mà giàu như vậy, chỉ nghe mọi người nói là làm giám đốc. Chú Tuấn bảo tôi nghỉ việc ở công ty tôi đang làm, chỉ cần ở nhà chú nuôi, nhưng tôi nghĩ có thế nào cũng nên có một công việc vừa khiến tôi bận một chút vừa giúp tôi bớt ngồi không rồi nghĩ linh tinh việc nhà đã có chị lan và anh hoàng lo lâu lâu tôi cũng xuống bếp phụ giúp nếu rảnh khi đó chị lan sẽ rất vui còn kể cho tôi nghe chuyện hồi trẻ của chú tuấn hồi đó chú tuấn cũng yêu vài người nhưng không đi đến đâu cả sau đó chú dần mất hứng thú với việc yêu đương tập trung làm ăn Công việc làm ăn đã có từ thời cha mẹ truyền lại cho chú Sau khi cha mẹ chú mất Thì chú tiếp quản Vì chú là con một duy nhất Chú cũng ít nói dần Không nhắc đến chuyện vợ con nữa Rồi một ngày Chú bảo chú sẽ cưới một người vợ kém mình 17 tuổi Cả nhà cũng mừng Vì mãi chú cũng chịu lấy vợ Dù là một người vợ chênh lệch tuổi hơi nhiều Chị cũng lo thằng Tuấn bị lừa Vì con gái trẻ bây giờ Chịu đi lấy một ông già hơn 20 tuổi Thì chỉ có vì tiền thôi Nhưng thấy thằng Tuấn nói Cô là con gái một người bạn rất thân ở quê Tính tình thế nào chú ấy biết hết Lại thấy cô về đây Không trưng diện gì mấy nên tôi cũng yên tâm Tôi im lặng lắng nghe Cái lo lắng của chị Lan cũng là có lý Nhưng chị đâu biết Chính chú Tuấn mới là người Ép cưới tôi Rồi chị Lan cầm tay tôi thổ thỉ Chị không biết cô chú tại sao lấy nhau, nhưng lấy cũng lấy rồi, liệu mà yêu thương đùm bọc nhau, thằng Tuấn nó khổ lắm rồi. Tôi không nói gì, có chút khó hiểu, chú ấy là con một, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, thừa kế gia sản này khổ cái gì chứ? Tôi định hỏi thêm nhưng chị Lan đã nấu cơm xong đi ra ngoài gọi anh Hoàng vào cùng ăn. Khu nhà của chú Tuấn là một khu cao cấp, mọi người sống rất yên bình có công viên nhiều cây xanh có khu vui chơi cho bọn trẻ con có phòng tập im, nhà hàng dạp chiếu phim cứ như là một thành phố thu nhỏ vậy cuối tuần chú tuấn thấy tôi ở lý trong nhà thì liền bảo hay là anh đưa em đi thăm thú khu này cho biết nhé không cần đâu tôi vội vàng từ chối dù là đã lấy nhau được hai tháng nhưng tôi vẫn chưa quen cuộc sống có chú tuấn đi ngủ vẫn chặn cái gôi ôm ở giữa chúa nghe thấy tôi từ chối mà không cần nghĩ cũng không nói gì nữa xuống dưới nhà dặn chị lan nấu bữa trưa chiều mát tôi thấy có chút bí bách xuống sân để hít thở có một bộ bàn ghế sắp xếp phía sát hàng rào nhìn ra đường tôi thấy cũng hay nên ngồi đó thưởng thức ấm trà mới pha chú tuấn với anh hoàng đã ra ngoài chỉ còn chị lan đang làm gì đó ở sân sau ơ ờ, linh này tôi bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên mình sau lưng liền quay lại Là Minh Minh thấy tôi tỏ vẻ bất ngờ lắm Cười tươi rơi rói Duyên ghê Tôi cười vội đứng dậy Nhìn Minh đang trong bộ đồ thể thao Tai thì đeo tai nghe Tóc thì biết mồ hôi Giống như vừa chạy bộ thể dục Anh ở gần đây à Minh gật đầu Ừ không ngờ Linh cũng ở khu này đấy Minh rủ tôi đi dạo Tôi liền đồng ý Chúng tôi đi trên con đường yên tĩnh dọc công viên nói nhiều chuyện rất vui vẻ hóa ra minh không chỉ cùng thành phố với tôi anh còn ở cùng khu nhà luôn chỉ cách tôi có mấy căn minh không biết chú tuấn anh nói khu này ai biết nhà nấy dù là cách mấy căn nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện đang nói dở thì trời tự nhiên đổ cơn mưa minh kéo tôi vào chú dưới một mái yên nhỏ nhưng nước mưa vẫn tạt vào thấy tôi bị ướt minh liền đứng chắn trước mặt tôi nhưng vì mái hiên nhỏ quá, chúng tôi phải đứng chen nhau. Lúc này tôi mới nhận ra khoảng cách của chúng tôi gần quá. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thấy hơi thở của mình đang phả trên đầu tôi. Chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, chúng tôi sẽ chạm môi, nếu như kịch bản trong phim thì sau đó hẳn là chúng tôi sẽ có một nụ hôn lãng mạn. Nhưng đây là thực tế, tôi vội đẩy Minh ra, nói xin lỗi rồi chạy thẳng về nhà tôi đã qua chồng dù không có tình cảm nhưng cũng không nên có những mối quan hệ ngoài luồng tối đó tôi bị ngấm nước mưa phát sốt nằm trên giường run rẩy vì lạnh nhưng chán tôi thì nóng bừng bừng chú tuấn thấy tôi như thế vẻ mặt lo lắng sốt sắng đắp thêm chăn cho tôi rồi liên tục thay khăn chườm chán cho tôi anh đưa em đi viện nhé không không cần đâu tôi cố dùng chút sức lực xua tay Miệng không ngừng run rẩy. Tôi từ nhỏ đã sợ bệnh viện Sợ cái mùi thuốc sát trùng hăng hắc đó Sợ cái màu trắng lạnh lẽo đáng sợ đó Thấy tôi đã mệt lắm rồi Nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi viện Chú Tuấn bất lực Vậy anh gọi bác sĩ gia đình Tôi im lặng Cơn sốt làm tôi choáng váng Một lát sau bác sĩ đến Cây thuốc rồi truyền nước cho tôi Cơn sốt lui dần Cũng làm tôi dễ chịu hơn hẳn lúc tôi mơ màng ngủ tôi vẫn nghe thấy chú tuấn đang sốt sắng hỏi bác sĩ về tình hình của tôi đến khi bác sĩ nói tôi không sao mới thấy chú tuấn thở phào một cái cảm ơn rối rít còn tiễn bác sĩ xuống dưới sáng tôi tỉnh dậy người còn ê e ẩm đầu vẫn hơi choáng váng thì thấy chú tuấn đang cầm tay tôi ngồi gục bên giường ngủ say hình như chú đã thức cả đêm để chăm tôi Nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn rất phong độ Tự nhiên tôi nghĩ Hẳn là hồi trẻ chú cũng rất đẹp trai Trong lòng tự nhiên có chút thương chú Tôi định khẽ rút tay ra khỏi tay chú Không ngờ lại làm chú tỉnh giấc Em dậy rồi sao còn mệt không Thấy tôi đã tỉnh Chú sốt sáng hỏi rồi đưa tay áp lên chán của tôi để kiểm tra Thấy không sốt chú mỉm cười Ăn cháo nhớ để anh xuống dặn chị Lan Nói rồi chú đứng dậy đi xuống nhà Cái dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi lắm Lát sau chú bưng lên một tô cháo nóng hổi Chú dịu dàng thổi cho cháo nguội bớt Rồi múc một thìa định đút cho tôi ăn Tôi lắc đầu vươn tay ra muốn đón lấy tô cháo Không cần đâu tôi tự ăn được Nhưng chú Tuấn tỏ vẻ không vui Nhất định không buông tay ra Để anh đút cho em Tôi chưa từ bỏ Định lấy tô cháo lần nữa nhưng chú tỏ vẻ kiên định tôi đành thôi nhìn chú dịu dàng múc từng thìa cháo còn cẩn thận thổi cho nguội trước khi đút cho tôi ăn tự nhiên tôi thấy lòng mình ấm áp kỳ lạ ngoài bố mẹ tôi ngay cả người yêu cũ cũng chưa từng dịu dàng đến như vậy chiều tối chú có việc đi ra ngoài dặn chị lan nấu cháo tổ yến mang lên cho tôi nấu dư một bát nữa lỡ đêm tôi đói chú còn bảo chị lan lâu lâu lên xem tôi có sốt không có mệt nhiều không nếu có chuyện gì thì gọi chú ngay tôi nghe thấy hết nhưng nhắm mắt giả vờ ngủ tôi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận người chồng này đến khuya điện thoại tôi báo tin nhắn đến là minh cô có rảnh không xuống cổng đi minh hẹn tôi ra ngoài giờ này làm gì chứ tôi cũng tò mò nên khoác cái áo đi xuống dưới chị lan đang dọn dẹp nốt phía sau không nhìn thấy tôi Minh thấy tôi ra Nhìn gương mặt tiểu tụy của tôi thì có chút lo lắng Cô ốm à Tôi xin lỗi đưa cô ra ngoài để cô bị dính mưa Tôi lắc đầu nói không sao Anh tìm tôi có chuyện gì à Không Cả ngày nay tôi không thấy cô ra ngoài Tôi muốn cùng cô đi dạo Nhưng mà cô ốm thì thôi vậy Minh làm ra vẻ mặt tiếc nuối Tôi không muốn đứng thêm nữa Liền bảo Minh Tôi vào đây Ờ cô vào đi kẻo lạnh tôi định quay vào thì hình như là minh nhớ ra điều gì đó anh liền nói à mai tôi đem mấy cuốn sách cho cô nhé tôi có mấy cuốn khá hay ho tôi ừ một tiếng rồi mỉm cười gật đầu chào minh rồi vào nhà ngày hôm sau minh đem sách cho tôi thật đúng là những cuốn sách mà tôi đã phải tìm rất lâu rồi tôi cảm ơn minh nói sẽ mượn một tuần rồi trả minh cười nói không sao Cô cứ đọc chán rồi trả tôi cũng được mà Nhưng mà phải ăn cái này nữa Nói rồi Minh đưa từ đằng sau ra Hai bóc ngô nướng Còn đang bốc khói Tôi bất giác bật cười Minh cũng ngại ngùng cười theo Anh chàng này cũng thú vị thật Tôi đem sách về nghiền ngẫm trong mấy ngày Vì thấy tôi ốm Chú Tuấn xin công ty tôi cho tôi nghỉ mấy ngày Nhưng chú thì vẫn bận bịu đi làm suốt Mặc dù vậy vẫn chu đáo dặn chị Lan đổi món cho tôi tầm bổ. Mỗi lần đi làm về, lại mang cho tôi một thứ gì đó hay ho. Khi thì một túi hạt rẻ, khi thì một cuốn truyện tranh. Tôi khó hiểu nhìn chú. Nhìn cháu còn trẻ con lắm à. Chú nhìn tôi cười. Thế 20 tuổi còn ăn ngô nướng, ngủ đến 12 giờ mới dậy, thì là trẻ con hay là người lớn? Tôi bất ngờ, hóa ra ông chú già cũng biết chiêu chọc người khác. Rồi chị Lan với anh Hoàng cùng hùa theo cười trêu tôi Khoảng cách giữa tôi và chú Tuấn cũng gần lại một chút Một buổi tối trời trong trăng sáng Tôi ngồi uống trà trước sân Chú Tuấn chưa về Anh Hoàng đang tưới cây Còn chị Lan thì dọn dẹp trong bếp Tôi nhàn nhã thưởng thức tách trà ấm trong tay Mùa thu đến rồi trời cũng xe lạnh Dưới cái khung cảnh lá bay đầy trời Gió mát trăng thanh một tách trà ấm nữa thì tuyệt vời quá rồi Đang ngồi thả hồn vào thiên nhiên Thì tôi thấy xe chú Tuấn về Chú xuống xe Nhưng mọi khi Thì chú sẽ đi thẳng vào nhà Nhưng lần này chú lại vòng ra ghế phụ Lúc này tôi mới để ý Trên xe còn một người nữa Chú Tuấn đỡ người phụ nữ Đang say xỉn trên xe xuống Miệng không ngừng gọi chị Lan Chị Lan nghe tiếng hớt hải chạy ra Khi thấy người phụ nữ Mà chú Tuấn đưa về Chị đứng hình, mất vài giây lén lút nhìn tôi một cái. Tôi không hiểu cái nhìn trộm là có ý gì, nhưng thấy chú Tuấn đang cố gắng đỡ người phụ nữ say xỉn kia thì tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Cùng với chị Lan và chú Tuấn đỡ người đó đi lên nhà. Lúc đã sắp xếp cho người phụ nữ ổn định trên giường, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ. Đó là một người phụ nữ chỉ tầm khoảng ngoài 30 tuổi, còn rất trẻ, dù đang say ngủ. Cô ấy vẫn tỏa ra một loại khí chất rất sang trọng, rất quý phái. Tôi không biết đây là ai, nhưng dù có là ai đi chăng nữa, thì tôi biết mình không có quyền quá tọc mạch. Tôi lên phòng trước, chú Tuấn cũng lên theo. Là một người bạn cũ, chú mở lời, quay lưng lại phía tôi. Ừ, tôi cũng không biết nói gì hơn. Dù là bạn cũ, hay người yêu cũ, hay cái gì đi chăng nữa, tôi thấy mình chẳng có lý do gì để hỏi sâu hơn cho dù tôi đang là vợ chú nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa nếu có là vì tò mò thì tôi cũng tự thấy bản thân mình vô duyên đêm tôi đang ngon giấc điện thoại của chú tuấn làm tôi tỉnh giấc nhưng tôi vẫn vờ nằm im hình như là có tin nhắn đến lén lút nhỏm đầu qua một cái gối ôm chắn ở giữa Tôi loáng thoáng thấy người nhắn được lưu tên là Nhung Kèm theo một trái tim Không biết người đó nhắn gì Nhưng chú Tuấn liền ngồi dậy đi xuống nhà Tôi định đi theo Nhưng cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng Nên lại ngủ tiếp Tôi ngủ thêm một giấc nữa Mới thấy chú Tuấn quay về Quần áo có chút sọc sạch Tự nhiên tôi thấy trong lòng có chút ấm ức Sáng sớm lúc tôi tỉnh dậy Thì chú Tuấn vẫn đang ngủ Tôi rón rén vào nhà vệ sinh rồi rón rén xuống nhà. Người phụ nữ hôm qua đã tỉnh giấc, thay một bộ đồ ở nhà, ngồi sẵn ở bàn dưới bếp. Thấy tôi, chị ta vui vẻ cười nói, như là chúng tôi đã quen biết từ rất lâu rồi. "Em là vợ anh Tuấn đúng không?" Tôi lịch sự gật đầu chào lại. "Em chưa ăn gì đâu nhỉ? Chị Lan đang nấu đồ ăn sáng rồi, em ngồi đợi một lát nhé." Tôi nghe mà cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như tôi là khách, chị ta mới là chủ nhà vậy. Bỗng nhìn thấy bộ đồ chị ta mặc trên người, là một bộ đồ mặc nhà, không phải đồ của tôi, cũng chưa từng thấy chị Lan mặc. Bộ đồ này à, chị ta đẩy cốc nước vừa rót về chỗ tôi. Tại bộ đồ hôm qua của chị bẩn rồi nên chị thay bộ này. Ở nhà này chị còn để sẵn mấy bộ cơ. Để sẵn mấy bộ Tôi nghe nói chú Tuấn nói đây là bạn Người bạn nào mà có thể có cả phòng riêng Còn để cả đồ ở lại chứ Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi Chị ta tỏ vẻ như bây giờ Mới nhớ ra Chị cười một cái ngại ngùng Chị là Nhung Là bạn của anh Tuấn Bạn thân Lúc nói đến chữ bạn thân Chị ta cố ý kéo dài ra Như thể là có ý cho người khác thấy một sự mập mờ Khiến tôi nhớ đến cái tin nhắn của người tên Nhung kèm theo trái tim đã nhắn cho chú Tuấn đêm qua. Ngừng một lát chị ta tiếp. Chị cũng hay qua đây chơi nên có lưu lại mấy bộ đồ. Em không phiền chứ? Để đồ ở nhà chồng người ta còn hỏi là có phiền không? Sao nghe mùi giống mấy đứa trà xanh trên mạng đấy nhỉ? Tôi không nói gì. Cười lịch sự ngồi xuống đợi đồ ăn sáng. Lúc hai tô bún nóng hổi được bưng ra Tôi chuẩn bị cầm đũa lên thì chú Tuấn đi xuống. Thấy chú, chị Nhung liền đứng dậy, cười đon đả. Anh dậy rồi ư? Có đồ ăn sáng rồi, anh ăn luôn cho nóng." Nói rồi, chỉ còn chỉ tay về phía tô bốn chỗ chị vừa đứng, như là mời chào. Nhưng phất lờ cái lời mời gọi của chị Nhung, chú Tuấn đi vòng sau tôi, rồi kéo cái ghế bên cạnh tôi ngồi xuống. Tôi nhìn thấy tất cả Thấy tất cả vẻ mặt ngại ngùng của chị Nhung Rồi thấy chị ta có chút thất vọng Ngồi lại xuống ghế Tôi thản nhiên ăn tô bún của mình Chị Lam lại bưng ra một tô nữa Đặt xuống trước mặt chú Tuấn Lúc này chú Tuấn bỗng gọi chị Lan lại Chị vào tô bún còn đang bốc khói nghi ngút Chị bỏ tôm vào đây à Chị Lan ngơ ngác gật đầu xác nhận Tôi cũng đứng hình mà nhìn hai người này diễn trò, tôi quên mất là bản thân dị ứng tôm, còn thản nhiên ăn hết gần nửa bát rồi. Tôi bắt đầu thấy mặt mình có gì đó không đúng, nóng bừng lên. Chú Tuấn hốt hoảng kêu chị Lan lên nhà lấy thuốc, rồi gạt đũa thìa trên tay tôi xuống, lo lắng nhìn cái mặt đang sắp biến dạng của tôi. Sau khi được chú Thuấn thành thục tiêm cho tôi một mũi chống dị ứng, mặt tôi mới đỡ nóng hơn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của chú tôi có chút cảm động Lại nhìn vẻ mặt không vui của chị Nhung đứng phía sau Tôi cảm giác không thoải mái lắm Tôi bảo mọi người cứ xuống nhà đi Tôi không sao Nghe thấy thế chị Nhung và chị Lan lục tục đi ra Nhưng chú Tuấn có vẻ không yên tâm về tôi Vẫn nán lại Sao chú biết tôi bị dị ứng tôm Để ý một chút là biết đấy mà Chú nói mà không nhìn tôi thoáng thấy có chút đỏ mặt tự nhiên trong lòng tôi có gì đó lạ lắm tôi xin nghỉ làm vì không thể vác cái mặt còn hơi sưng đi làm được nhưng chú tuấn về đi làm trước khi đi chú bảo nếu tôi thấy gì bất thường thì kêu chị lan gọi cho chú về ngay chị nhung vẫn ở nhà tôi quen thuộc mọi thứ như từng ở đây nhiều lắm rồi chiều tôi ra vườn sau hít thở một chút nằm trong nhà cả ngày rồi chị lan đang hái rau Thấy tôi nhìn chị vui vẻ nói Vườn rau này Là bà chủ mẹ chú Tuấn chồng đầu tiên Để lấy rau sạch ăn cho cả nhà Cũng là chút niềm vui tuổi già Sau này lúc bà mất Chú ấy vẫn duy trì vườn rau này Vừa là tưởng nhớ mẹ Vừa là làm chỗ ngắm nhìn cho khuây khỏa Tôi mỉm cười đáp lại Hình như chú Tuấn rất yêu cha mẹ của mình Tôi nhớ không chỉ có vườn rau này Mà trong nhà còn giữ một phòng riêng của cha mẹ chú trong đó ngoài tranh cổ sách cũ còn có rất nhiều những vật dụng từ thời xưa có lẽ là đồ mà cha mẹ chú từng dùng hồi đó rồi đột nhiên chị lan bảo tôi ngồi xuống nhặt rau cạnh chị nhìn trước nhìn sau chị khe khẽ nói cô nhung từng là người yêu cũ của chú tuấn tôi cũng đoán được năm bảy phần làm gì có bạn cũ nào mà ở nhà người ta thân thiết đến vậy ngày đó chú tuấn với cô nhung đó yêu nhau lắm cũng đưa về gia đình ra mắt rồi ấy dù cô nhung làm nghề ca sĩ hồi đó nghề ấy cũng chẳng được tôn trọng đâu nhưng vì chú tuấn nhất quyết lấy cha mẹ chú cũng đồng ý sau gần cưới đến nơi chẳng hiểu sao lại đứt gánh cô ấy đi đâu mất hút luôn ấy chú tuấn cũng ở vậy từ đó mấy năm nay đột nhiên cô ấy quay lại nghe nói vẫn chưa chồng chú tuấn hay dẫn cô ấy về đây cũng để cho cô ấy một phòng riêng nhưng chỉ giới thiệu cô ấy là bạn cũng giữ khoảng cách chừng mực với cô ấy lắm chị lan đột nhiên nắm tay tôi thằng tuấn nó khổ từ nhỏ lại tốt bụng tính tình rõ ràng chú ấy nói đó là bạn thì chắc chắn chỉ là bạn thôi cô đừng nghĩ ngợi gì mà buồn lòng chú ấy tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện dù trong lòng không tin lắm về cái tình bạn thuần khiết đã từng là người yêu cũ kia không dưng mà người ta nói người yêu cũ của chồng là một cái gì rất hãm mấy hôm sau mặt tôi đã trở về bình thường nên tôi đi làm lại lúc đi ngang qua phòng chị nhung tôi thấy có cả chú tuấn ở trong đó hình như hai người đang tranh cãi điều gì thấy tôi chú tuấn đi ra dịu dàng hỏi tôi ăn gì chưa mà đã đi làm tôi không nói gì thấy chị nhung phía sau quay mặt đi chiều tan làm tôi đi bộ vào nhà nhà tôi ở khu cao cấp chỉ có ô tô cá nhân mới đi được vào không có xe buýt xe máy thì phải gửi ở bãi phía xa nên ngày nào tôi cũng đi bộ về.Chú Tuấn có từng đề nghị mua tôi cho tôi, nhưng tôi cảm thấy như vậy giống như lợi dụng, không nên đồng ý. Lúc tôi đang lững thững đi bộ về thì bỗng ai đó vỗ vào vai tôi, mình vui vẻ xuất hiện bên cạnh tôi, anh cứ thoát ẩn thoát hiện, không biết sao mà lần. Cô đi làm về à? Vâng, anh cũng vậy à? Tôi cười lịch sự, nhưng Minh ngần ngừ gì đó kiểu khó nói mãi mới chịu mở lời tối nay cô rảnh không sao thế tối nay là sinh nhật tôi mặt minh tự nhiên đỏ bừng ngượng nghịu gãi đầu cô đến dự được không muốn mời tôi đi sinh nhật à tính ra minh cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở đây cũng giúp tôi một lần chẳng có lý do gì để từ chối cả tối tôi bảo chú tuấn là có hẹn với bạn không ăn cơm nhà chú cũng không hỏi nhiều Chị hỏi tôi có cần chú đưa đi không Tôi bảo không Thì chú bảo nếu cần đón thì cứ gọi chú Tôi ở rồi đi ra cổng Có ngu cũng đoán được vài phần Là tối nay có người mong tôi ra ngoài lắm Nhưng mà hai người đó muốn làm gì thì làm Đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi Cũng đừng để đến tai bố mẹ tôi Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho tôi thêm nữa Bữa tiệc diễn ra ở một quán cà phê nhỏ Nói là tiệc Chứ thật ra chỉ có mấy người Minh nói là toàn bạn bè thân thiết nhiều năm của mình. Tôi không cần ngại. Chúng tôi cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật Minh, cho anh ước và thổi nến, sau đó trò chuyện rất vui vẻ. Lúc đã ngà ngà, mấy người bạn của Minh hỏi tôi làm sao quen được anh. Tôi thật thà kể lại vụ va xe đạp ở đảo, rồi được Minh giúp thế nào. Mấy người bạn tỏ ra rất bất ngờ, họ bảo: "Thằng này từ xưa đã chảnh chọe khó gần." Nó chẳng bao giờ mở miệng nói chuyện với người khác trước đâu Đến tuổi này Cũng chơi với nó bao nhiêu năm nay Mới cậy đừng miệng của nó ấy. Phải rồi Nên đến bây giờ còn chả có mối thỉnh vắt vai Ế xưng ra Nếu em mà không chê Thì hốt nó đi dùm tụi này Chứ nhìn mặt nó tụi này chán lắm rồi Tôi nhìn Minh Thấy anh đỏ mặt ngại ngùng Thôi không trêu tao nữa Uống đi uống đi Mấy người bạn thấy thế không trêu chọc nữa cùng cầm ly lên uống thêm mấy chầu đến khuya minh đưa tôi về nhà cảm ơn cô vì việc gì cảm ơn cô hôm nay đã đến dự tiệc sinh nhật tôi hôm nay tôi vui lắm tôi cười bạn bè đến dự sinh nhật nhau là bình thường mà anh minh định nói gì nữa nhưng đến nhà tôi rồi tôi liền chào tạm biệt anh chị nhung tiếp tục ở nhà tôi thêm một tháng chú tuấn không nói gì tôi cũng không biết nói gì mỗi ngày ai làm việc của người đó lâu lâu tôi bắt gặp chú tuấn nửa đêm xuống phòng chị nhung tôi biết nhưng tôi không làm gì cả hai người đó muốn làm gì thì làm tôi lấy chú tuấn coi như đã trả hết nợ ân nghĩa mà chú dành cho gia đình tôi còn nếu như chú cũng muốn yêu đương với chị nhung nhưng vẫn giữ tôi trong nhà để đóng vai một cô vợ thì cũng chẳng sao hết dù sao số tiền trả nợ dùm cũng là một số tiền lớn nếu bảo tôi dùng cả đời để làm một người vợ trên danh nghĩa thì cũng đáng mà một buổi tối tôi ngồi trên phòng trà chú tuấn đã ra ngoài với anh hoàng chỉ còn chị nhung với chị lan dưới nhà bỗng choang một cái có tiếng gì đổ vỡ tôi vội xuống nhà xem chị nhung đang nhăn nhó ngồi dưới sàn bên cạnh là nồi canh đã đổ tung tóe bốc khói nghi ngút tôi vội vàng chạy xuống đỡ chị dậy gọi cả chị lan đến đỡ cùng nhưng không biết chị Lan đi đâu Đang đỡ Tự nhiên chị Nhung gạt tay tôi ra Tự mình lại ngã nhào xuống đất Rồi cần hét lớn À Lúc này chú Tuấn từ đâu về Chị Loan cũng chạy từ ngoài vườn vào Thấy chú Tuấn Chị Nhung làm như đau điếng lắm Nhìn chú với vẻ mặt ấm ức Em không sao Là em lỡ tay không liên quan gì đến Linh Chú Tuấn vội dìu chị Nhung vào phòng Lúc đi qua tôi Còn không quên quăng lại một ánh mắt khó hiểu tự nhiên tôi thấy mình giống như đang ở vai chính trong một bộ phim cung đấu mà trong đó tôi đóng vai chính thất bị trà xanh hãm hại còn trà xanh ẻo lả thì được chồng mình thương xót đưa đi sau khi bác sĩ gia đình đã băng bó vết thương cẩn thận kê thuốc rồi rời đi thì chú tuấn lại quay vào phòng chị nhung tôi không biết mình có nên vào hỏi thăm chị một câu không nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình vẫn nên vào chị nhung đang nằm trên giường vẻ mặt đau đớn một tay bị bỏng đã được băng kín tay còn lại còn đang nắm tay chú tuấn thấy tôi chú tuấn vội rút tay ra giả vờ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra tôi cười hỏi thăm chị nhung một cách lịch sự rồi nói khuya rồi để chị nghỉ tôi cũng cần đi nghỉ và rời đi chú tuấn lát sau cũng lên thấy tôi vẫn thản nhiên ngồi đọc sách chú ngồi cạnh tôi từ từ giải thích tôi cũng yên lặng nghe người ta đã muốn diễn không xem thì thật lãng phí chú tuấn và chị nhung đúng là người yêu cũ đó là người chú sẵn sàng cãi lời cha mẹ để cưới cho bằng được nhưng lúc gần cưới thì chị nhung nhận được một lời mời có thể thay đổi cả sự nghiệp của chị ấy có điều chị phải đi nước ngoài trong 3 năm hai người cãi nhau vì ngày cưới đã rất gần chú nói chị có thể rời lịch đi sau ngày cưới không nhưng chị không thể vậy là chẳng có đám cưới nào diễn ra nữa sau này khi gặp lại chị trong một lần tình cờ chị nói chị vẫn còn yêu chú nhưng với chú chị chỉ là một người đã từng yêu nhung nói cô phải đi diễn nhiều nên không mua nhà cố định ở thành phố này cô ấy chỉ quen mỗi anh nên xin anh để một phòng trong nhà thỉnh thoảng cô ấy mới về tôi yên lặng lắng nghe nếu kể chuyện này ra ngoài Chắc đứa trẻ lên ba cũng chẳng tin được Bất giác tôi cười khẩy Chú Tấn thấy nụ cười mỉa mai của tôi Thì vội dối rít Giữa anh và Nhung thật sự là không có gì Không có gì Không có gì mà lưu tên danh bạ Là Nhung kèm trái tim Nửa đêm nửa hôm còn hẹn hò nhau Còn nhiều lần bắt gặp Trong phòng chị ta nữa Tôi chẳng muốn nghe nữa nhẹ nhàng nói Hai người muốn làm gì cũng được Đừng để bố mẹ tôi biết chú tuấn định nói gì thêm nhưng tôi bảo tôi buồn ngủ rồi nên chẳng ai nói gì nữa chị nhung vẫn ở nhà tôi ăn mặc lả lơi hơn cả buổi tối được đưa về đây cái khí chất mà tôi thấy ngày đó biến đâu mất thay bằng một cái vẻ buồn nôn chị cả ngày đi ra đi vào ướn hẹo còn cố tình để lộ nhiều thứ trước mặt chú tuấn tôi thấy rõ nhưng cũng chẳng theo nói cho đến khi tôi đi làm về thấy một chiếc bao cao su đã nằm trỏng chơ ở trên giường phòng tôi, cái giường thì bừa bộn như vừa có một trận chiến ở đây thì tôi cảm thấy mọi chuyện đã vượt qua giới hạn. Lúc tôi đã quá chán nản với cái nhà này thì Minh nhắn tin đến, "Minh rủ tôi ra ngoại thành chơi, tôi cũng không muốn ở nhà làm kỳ đà cản mũi nên liền đồng ý đi luôn." Minh chở tôi chạy ra biển, cũng lâu rồi tôi chưa được tận hưởng cái cảm giác gió biển phả vào mặt. Nghe tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa tôi với minh cùng nhau chơi đủ trò vui vẻ giống như những ngày tôi còn thơ bé lúc chúng tôi cùng chạy trên bờ cát minh đột nhiên đưa tay về phía tôi tôi có chút ngại nhưng nghĩ là bạn bè nắm tay thì cũng có sao thế là minh nắm tay tôi kéo tôi chạy như bay về phía biển chiều tà mặt trời đang dần lặn xuống phía sau những con sóng hai đứa ngồi yên lặng trên bờ cát lặng nhìn hoàng hôn Linh này Không biết Linh có nhận ra không Nhưng với mình Linh là một người rất đặc biệt đấy Tôi nhìn Minh Ánh mắt anh sâu thẳm Trong suốt dưới màu hoàng hôn Minh không nhìn tôi nói tiếp Nhiều lúc Minh nghĩ Giá như gặp Linh sớm hơn Giá như Linh chưa lấy chồng Lúc này tôi mới nhận ra Trong lời nói của anh có ẩn ý Tôi mím chặt môi Sợ mình sẽ bật ra điều gì không nên nói Minh quay lại nhìn tôi ánh mắt như xoáy thẳng vào mắt tôi. Rồi anh cúi đầu xuống, khoảng cách giữa chúng tôi gần lại. Sóng biển ngoài kia vẫn đều đều, vỗ vào bờ cát. Lúc mình sắp chạm vào môi tôi, tôi bỗng nhận ra chúng tôi thật sự đang có một khoảng cách vô hình. Tôi quay mặt đi, tránh né nụ hôn của mình. Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Tôi nói và đứng dậy ngay sau đó. Lúc Minh và tôi về tới khu dân cư thì trời đã khuya xe dừng lại cách cổng nhà tôi một đoạn vì tôi không muốn chú tuấn nhìn thấy dù tôi chẳng làm gì sai nhưng tôi thấy như vậy là tốt nhất cảm ơn minh vì chuyến đi ngày hôm nay không có gì nếu linh thích lần sau minh đưa linh đi sapa nhé linh minh chưa nói dứt lời một tiếng gọi đã làm chúng tôi ngưng lại câu chuyện còn đang dở dang là chú tuấn bên cạnh là chị nhung chưa bao giờ tôi thấy chú tuấn giận như vậy Chú hùng hổ xông đến, lôi sành sạch tôi về nhà, mặc cho tôi liên tục kêu đau. Minh thấy thế, túm lấy tay còn lại của tôi. Chú Tuấn thấy vậy, quay lại nhìn Minh, ánh mắt hằn học, gần giọng nói: "Buông ra." Nhưng Minh dường như đang thách thức chú, tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi. "Chú đang làm linh đau đấy." Chưa kịp để Minh nói hết câu, chú Tuấn liền lao vào đấm thẳng vào mặt Minh. Mặc dù chú đã ngoài 40 nhưng sức lực xem ra không thua gì minh minh định lao đến đấm lại thì tôi đã hốt hoảng đứng chắn giữa hai người minh nắm đấm của minh dừng lại trước khi tiến vào mặt tôi không chút liêu tình tôi vội vàng đẩy chú tuấn về miệng liên tục xin lỗi minh thấy thế chú tuấn liền quay lại lôi tôi về mặc cho tôi nhăn nhó đến sắp khóc vì cái tay đau lúc đi qua nhung tôi thấy chị ta làm ra vẻ lo lắng cho tôi và chú tuấn nhưng khóe miệng lại trộm cười. Chú Tuấn tức giận, giống như một chuyện hiếm hoi. Chị Lan và anh Hoàng nhìn thấy tôi bị lôi về mà không ai dám can. Lên đến phòng ngủ, chú Tuấn quăng tôi bịch một cái lên giường, đóng sầm cửa rồi chốt khóa lại. Ánh mắt vằn tia máu, nhưng lại có gì đó như bất lực. Em đi đâu với nó? Đi đâu? Tôi xoa xoa cái cổ tay vừa bị nắm đến đỏ lừ vừa được buông ra, không muốn trả lời chú tuấn liền nắm lấy vai tôi gào lên em nói đi em đi đâu với nó chúng tôi đi biển tôi gạt tay chú ra thản nhiên trả lời tôi thấy cái nhà này ngột ngạt quá rồi chú tuấn bỗng khựng lại hai tay nắm chặt tôi quản thúc em sao tôi cấm đoán giam cầm em sao chú không giam cầm nhưng chẳng khác gì là giam cầm cả chú im lặng dường như bất ngờ về những gì mà tôi vừa nói Tôi liền nói tiếp Chú đưa tình cũ về nhà Ở đây treo ngươi tôi Tôi không đi thì ở nhà nhìn hai người chim chuột sao Anh với Nhung không có gì cả Tôi cười mỉa mai Nghe mới đáng tin làm sao Hai người làm gì thì tùy Nhưng có nhất thiết phải làm ở phòng tôi Còn cố tình ở lại cái bao đã dùng trêu chọc tôi vui lắm sao Chú Tuấn lúc này làm ra vẻ như bất ngờ Dường như chú chẳng hiểu tôi đang nói gì nữa nhưng tôi thừa hiểu tất cả chẳng để chú nói thêm câu nào tôi đứng dậy mở tủ quần áo dọn đồ em làm gì vậy tôi dọn đồ về nhà mẹ tôi không làm cản trở hai người nữa chú tuấn thấy thế liền đóng sập cửa tủ lại em không phải đi đâu hết anh sẽ tự giải quyết giải quyết thế nào sẽ bảo chị nhung đi à chú tuấn nhìn tôi giống như vừa bị tôi đoán đúng lời sắp nói tôi cười nhạt không cần đâu mối chốt của mọi chuyện là tôi và chú không có tình cảm với nhau ai nói vậy chẳng phải chúng ta đang là vợ chồng sao dường như chú tuấn đang gào lên với tôi hơi bất ngờ vì lời to tiếng vừa rồi tôi có chút hưởng lại nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh chú quên sao là ai cướp đi lần đầu của tôi là ai buộc tôi phải làm đám cưới tôi tình nguyện sao chú tuấn im lặng Dường như trong mắt chú có một cái gì đó vừa sụp đổ. Hóa ra em vẫn nghĩ anh như vậy. Vậy thì em cứ về nhà mẹ mấy hôm đi. Nói rồi, chú Tuấn buông tay đang ghi chặt cánh cửa tủ, mặc kể cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi thu dọn đồ xong, xách vali ra cửa, trước khi đi, tôi vẫn thấy chú Tuấn ngồi thất thần trên giường, tự nhiên thấy lòng có chút áy náy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Tôi về đây. Chú không đáp lời. Lúc tôi mở cánh cửa phòng ra thì bên ngoài chị Nhung đã đứng sẵn. Thấy tôi, chị chẳng nói gì, chạy một mạch vào phòng nhỏ to gì đó. Tôi chẳng buồn nghe nữa đi xuống nhà. Chị Lan thấy tôi xách vali đi xuống thì hỏi tôi khuy rồi còn đi đâu? Tôi bảo tôi về nhà chơi mấy hôm. Anh Hoàng liền nói, xe đã chuẩn bị rồi. Tôi có hơi bất ngờ thì anh Hoàng nói chú Tuấn đã dặn rồi. Tôi bất giác ngẩng lên nhìn căn phòng ngủ trên tầng 2 Rồi đi thẳng ra xe Bố mẹ tôi thấy tôi về lúc nửa đêm Thì bất ngờ lắm Tôi bảo nhà bên cạnh sửa Chú Tuấn kêu tôi về nhà mẹ mấy hôm Cho đỡ ồn với bụi Bố tôi nghe thế thì thở dài Đi vào nhà Còn mẹ thì rung rớm nước mắt Hỏi tôi đã ăn gì chưa Tôi nói tôi không đói Rồi xách đồ về phòng Sáng tôi đi làm bình thường Đến tối khuya Tôi thấy bố ngồi ngoài sân một mình Lặng lẽ suy tư lắm Tôi lại gần Bảo bố hôm nay cũng có tâm trạng ngắm trăng Bố bảo tôi ngồi xuống cạnh bố Rồi hai bố con im lặng một hồi lâu Bố mới nói Chuyện con lấy thằng Tuấn Không phải nó ép bố Hay là nó cố tình lừa con đâu Hồi đó chú Tuấn đem xính lễ đến hỏi cưới tôi Không phải vì có món nợ kia Cũng không phải vì muốn gán tôi trả nợ mà vì chú thương tôi thật lòng chú biết tôi từ nhỏ hồi đó chú còn trẻ chú chỉ quý tôi bằng tình cảm chú cháu bình thường thôi đến khi tôi lớn lên xinh đẹp duyên dáng chú mới biết chú thích tôi bằng kiểu tình cảm khác chú sợ sự tranh lệch tuổi tác nên không dám nói ra rồi chú biết tôi yêu hưng cũng âm thầm chúc phúc cho đến khi có vụ vay nợ kia hóa ra người đứng sau vụ nợ nần đó là hưng mục đích hưng yêu tôi không phải để lấy tôi mà vì muốn lừa bán cả hai chị em qua biên giới kế hoạch là lừa yêu tôi lấy được lòng tin của tôi nhưng vì tôi quá giữ gìn không đi xa với hưng bao giờ nên vẫn chưa có cơ hội sau đó hưng phát hiện tôi còn có một đứa em gái không thể dùng cách cũ nên anh ta nghĩ ra cách dụ dỗ em tôi nợ một số tiền lớn rồi sẽ dùng cách lấy thân trả nợ như vậy sẽ đường hoàng khiến cả hai chị em vào chồng nhưng không ngờ kế hoạch diễn ra được một nửa thì chú tuấn phát hiện chú đứng ra trả nợ và sợ tôi sẽ bị lừa nữa nên chú quyết định xin cưới tôi dùng khoản nợ đã trả ép tôi rời xa hưng tuấn nó yêu con thật lòng dù hơi chênh lệch tuổi tác lúc nó xin cưới với bố bố cũng không chấp nhận được nhưng nghĩ gia đình mình mắc nợ nó nên mới bảo con suy nghĩ không ngờ con lại đồng ý sau này thằng hưng nó bị bắt vì lừa con gái nhà khác bố mới thấy cho con lấy tuấn là đúng đắn tôi im lặng trong mắt bố chú tuấn tốt đến vậy sao có lẽ bố không biết chú tuấn đã dùng cách gì để cưới con bố biết bố biết ư tôi không thể tin được hóa ra bố tôi biết chuyện này không lẽ bố cũng tham gia vào chuyện này sau này khi cưới con rồi Tuấn nó đã thú nhận với bố. Và bố cũng không thấy con gái bố đã bị ăn hiếp sao? Tôi dường như muốn nhảy dựng lên, bố tôi biết mà không phản ứng gì luôn. Thằng Tuấn nói đó là cách duy nhất để nó bảo vệ con. Bảo vệ tôi ư? Thật nực cười, bảo vệ tôi bằng cách cho người bỏ thuốc tôi, đưa tôi lên giường, cho gạo nấu thành cơm, bảo vệ tôi mà đưa người con gái khác về nhà, uốn éo chiêu thức tôi. Tôi chẳng còn lời gì muốn nói với bố nữa Cơn giận đang bừng bừng lên đầu Tôi đi thẳng lên phòng Tôi ở nhà bố mẹ thêm tối hôm đó Rồi bảo về nhà Thu dọn đồ đi Nhưng tôi lại đặt vé đi Minh Châu ngày hôm đó Mình gọi hỏi tôi đang ở đâu Anh nhẹ nhàng quan tâm tôi Hỏi tôi có bị chú Tuấn làm gì không Tôi kể hết mọi chuyện Mình nói Hay là đi Minh Châu Nhà anh có một gì sọt ở đó Không hiểu sao Tôi đồng ý luôn Có lẽ tôi đã quá chán trường với cuộc hôn nhân này Cũng quá buồn về suy nghĩ của bố mẹ tôi Minh Châu ngày nắng đẹp Biển xanh cát trắng Dường như mọi thứ chẳng quan tâm đến sự chán trường của tôi Mình rủ tôi đi chơi cano Đi lặn biển ngắm san hô Còn chơi cả nhảy dù Tôi vốn là đứa sợ độ cao Nhưng khi cùng Minh bám dù thả mình theo gió Tôi thấy lòng chưa bao giờ thoải mái đến vậy một phút giây nào đó Tôi cảm thấy Minh mới đúng là người bạn tri kỷ của mình Chúng tôi ở Minh Châu ngày thứ ba Chiều tối Minh bảo tôi lên phòng tắm rửa thay đồ Minh đi chuẩn bị bữa tối một chút Tôi hỏi Minh là gì Thì anh không nói Lúc tôi xong xuôi Vẫn chưa đến giờ hẹn Tự nhiên tính tò mò nổi lên Không biết Minh làm gì mà bí mật vậy Tôi bèn đi xuống trước Ở thang máy trước sảnh Tôi thấy Minh đang đi ra Tôi gọi mà anh không nghe Đi thẳng vào thang máy trong suốt Tôi thấy Minh dừng lại ở tầng 3 liền bắt thang sau lên theo Lúc cánh cửa mở ra Tôi thấy cả tầng lầu được trang trí Ngập tràn bởi bóng bay Màu trắng và tím Khắp nơi là hoa tươi Ở phía chính giữa còn có một bàn ăn Đã cầu kỳ châm nến lung linh Tôi vô thức đi đến bên bàn tiệc Cảm thấy mùi lãng mạn đang bao trồ mình Đang mải chìm nắm trong không gian tuyệt vời Tôi loáng thoáng nghe ai nói chuyện chuẩn bị xong chưa là minh hình như anh đang gọi cho nhân viên con nhỏ đó sắp lên rồi liệu mà làm cho tốt lần này còn không bắt được thì chúng mày liệu hồn con nhỏ đó bắt minh đang muốn bắt ai tôi bất giác lùi lại bùm một cái bóng bay vỡ tan khi tôi giẫm gót giày phải minh liền phát hiện ra sự có mặt của tôi tự dưng tôi thấy cổ họng khô khốc bất giác nuốt nước bọt mãi mới nói được mấy chữ mình tôi nhưng dường như mình hiểu ra tất cả anh cười khẩy rồi búng tay một cái mấy người áo đen nhào ra xung quanh tôi rồi một miếng vải đen trùm lên đầu tôi ngay tức khắc tôi không biết mình tại sao lại bị bắt tôi chỉ thấy mình được đưa đi trên một chiếc xe ô tô hai bên có hai người ngồi kèm còn giữ tay tôi thật chặt cứng dù tôi đã bị nhét rẻ vào miệng Và chói chắc lắm rồi Xe đi khoảng một giờ Thì tôi nghe bên ngoài là tiếng gió hú Ngoài cánh đồng Dường như bọn chúng đưa tôi ra ngoại thành Rồi Minh gọi điện cho ai đó Alo, chú Tuấn à Cô Linh, vợ yêu dấu của chú Đang ở trong tay tôi Nói rồi Minh cười ngặt ngẽo Điệu cười mà tôi không ngờ Có ngày được nghe thấy từ Minh Một người cứ thường là hiền lành tâm lý Mà tôi đã quen bên kia không biết chú Tuấn nói gì nhưng có vẻ cũng rất khó nghe tôi thấy Minh không cười nữa anh gằn giọng muốn cứu nó thì ngày mai vác xác đến một mình nhớ chưa Minh cúp máy rút cuộc Minh muốn bắt tôi để ép chú Tuấn làm gì xe dừng lại ở một nơi nào đó có vẻ rất vắng vẻ tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài chúng tôi hai tên đi kèm áp sát tôi đưa tôi lên tầng hai suốt cả một đêm tôi nghĩ mãi mà không hiểu một người như chú tuấn thì có liên quan gì đến minh mà thù oán hơn nữa chú tuấn đã gặp minh rồi cũng chỉ ghen vì tôi đi với minh có nhắc gì đến chuyện thù oán đâu nghĩ mãi tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay bao giờ lão kia mới tới không biết chắc là sớm thôi khi nào nó tới mà nhớ ra chỗ kia canh lão kia tới chúng mày cẩn thận lão khỏe lắm đấy tôi không biết là trời đã sáng hay chưa nhưng có tiếng ai đó nói chuyện làm tôi tỉnh giấc Tôi vẫn bị trói nằm ở một góc tường Miệng thì bị nhét rẻ Căn phòng thì tối om Có chút ánh sáng lọt qua khe cửa Tôi khó nhọc ngồi dậy Được một lát Cánh cửa mở ra làm cho tôi hơi trói Phải nheo mắt lại Một bóng người bước vào là Minh Theo sau là mấy tên thuộc hạ Mặt bậm trợn Tên nào cũng để lộ vài hình xăm kiểu giang hồ Thấy tôi đã tỉnh minh cười nhạt ngồi xuống cái ghế gần đó sao vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu à tôi im lặng chân chân nhìn minh lát nữa khi thằng cha đó đến cô sẽ hiểu thôi tôi mặc kệ anh ta chú tuấn giờ này còn đang hú hí với nhân tình của mình làm gì có thời gian quan tâm đến tôi chứ tôi nghĩ bụng đúng là tốn công vô ích chờ thêm một lát bỗng có tiếng xe ở phía ngoài chẳng lẽ chú tuấn đến thật sao một tên thuộc hạ chạy ra xem, lát sau cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Chú Tuấn bước vào, "Chú Tuấn đến thật, chú đến cứu tôi sao?" Tự nhiên sống mũi tôi cay cay, tôi vội cụp mắt xuống, sợ mình sẽ khóc mất, nhưng nước mắt cứ thế mà trào ra không kìm được. Chú Tuấn thấy tôi định lao đến nhưng đã bị Minh ngăn lại. "Ê, làm gì mà vội thế, cũng chỉ là một món đồ chơi thôi mà." Chú Tuấn nghe thấy thế thì túm lấy cổ áo của mình sách lên. Mày nói gì? Mày thả cô ấy ra ngay. Đám thuộc hạ định lao lên giữ chú Tuấn lại. Nhưng mình đã ra hiệu không can thiệp. Vẫn giữ cái thái độ cợt nhà đó. Mình gỡ bàn tay đang túm cổ áo của mình ra. Chú bình tĩnh nào, chú không nhớ tôi sao? Chú Tuấn buông tay ra, nheo mắt nhìn kỹ người trước mặt. Mày là ai? Mình bỗng cười phá lên, lắc đầu. Quả nhiên là không nhớ, rồi hắn bỗng gần giọng lên Ông không nhớ Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên Lúc này chú Tuấn mới dường như ngờ ngợ Nhớ ra điều gì đó Nghi hoặc hỏi Mày lão quang Mày là con trai lão quang Phải Mình đứng thẳng lại Tay chỉnh lại cổ áo vừa bị vò nhau nhĩ Ông làm sao có thể ngờ Thằng bé năm ấy bị ông hại chết cha Lại vẫn có thể sống sót Và quay lại tìm ông đúng không Chú Tuấn hơi trột dạ Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Năm đó là Lão Quang tự làm Tự chịu Tại sao lại trách tao Bố tôi không có lỗi Là ông hại chết Mình dường như chọc đúng chỗ hiểm Đột nhiên gào lên Chú Tuấn hít thở một hơi Dù thế nào cũng là ân oán giữa tao với mày Không liên quan đến Linh Mình lại cười sẵn sặc ha ha Nếu không có con nhỏ này làm sao tôi biết ông cũng có điểm yếu mày chú tuấn có vẻ mất bình tĩnh nhưng cũng hiểu là bây giờ làm căng với mình cũng không được lợi ích gì bây giờ mày muốn sao thì mới thả linh dường như đã nói đúng trọng tâm minh thong thả ngồi xuống ghế dễ thôi mình hất hàm ra hiệu cho thuộc hạ đám côn đồ xách lên một can chất lòng gì đó sực mùi xăng chỉ vào cái can vừa được xách lên hắn ta nói đổ hết cái này vào người rồi tự đốt hoặc để tôi giúp nói rồi minh lấy ra một chiếc bật lửa xoay xoay trong tay chú tuấn hết nhìn tôi lại nhìn minh rồi nhìn can xăng mặt đầy căng thẳng không được làm vậy không được đổ làm theo lời chúng chỉ có chết thôi tôi gào thét trong vô vọng tức mình không thể giật phăng cái rẻ trong miệng ra nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi chú tuấn nhìn tôi vẻ mặt không nỡ liền dứt khoát cầm can xăng lên minh thấy mục đích sắp đạt được không giấu nổi vui mừng mà cười liên tục đột nhiên lúc chú tuấn đưa can xăng liên ngang mặt định đổ ánh mắt chú nhìn tôi lại kèm thêm một cái đá tròng sang phía cửa tự nhiên tôi hiểu chú đang dự tính điều gì đó quả nhiên chú tuấn hét lên công an tới rồi nhanh tay tạt can xăng về phía minh và đám đồng bọn khiến họ không kịp tránh xăng nhiễu đầy người thấy thế tôi vội vàng đứng dậy chạy ra phía cửa nhưng ngoài cửa lại có vài tên xông vào chú tuấn liền chạy từ phía sau tôi xông lên đạp mấy phát khiến chúng ngã tối bụi rồi chú nhanh tay kéo tôi ra ngoài chạy về phía chiếc xe đang mở cửa sẵn đám người trong nhà lúc này mới hoàn hồn chạy ra tìm cách ngăn cản xe chạy đi nhưng điều tiếp theo mới làm tôi thật sự bất ngờ chú tuấn vặn vô lăng điệu nghệ như một tay đua chính hiệu hất hàm về phía tôi Giữ chắc vào Tôi hốt hoảng duỗi chân đạp vào tấm chắn phía trước Để giữ bản thân cố định Tay tôi còn chưa kịp cởi trói Không thể thắt dây an toàn Xe lách qua mấy tên côn đồ đang chặn đường Lao nhanh ra đường lớn Đám tay chân Liền lên một chiếc xe khác đuổi theo Chú Tuấn lúc này nhìn chẳng giống một ông chú 40 tuổi Gỉ vô lăng Nhấn ga chạy như mấy tay đua Tôi hay thấy trên phim tôi khó nhọc gỉ chân vào tấm chắn phía trước giữ cho bản thân không bị quán tính lôi đi mà đập đầu vào đâu đó chú tuấn thấy thế buông bớt một tay đang cầm vô lăng với tay kéo dây an toàn cho tôi tiện thể giật miếng rẻ trên miệng tôi ra anh xin lỗi để em phải khổ rồi ừm um, em không sao tuấn dường như không tin vào tay mình đến chính tôi còn không tin mình vừa xưng em với tuấn mặt tôi bất xác nóng bừng lên đám côn đồ vẫn bám sát phía sau tốc độ của chúng tôi đã lên đến 200 km h Lúc này đường quốc lộ đã hiện ra phía trước. Một chiếc xe container đang chạy đến từ phía góc cua. Tuấn bỗng liệng xe sang phải, đám côn đồ không kịp liệng theo. Lại vướng xe container, buộc phải phanh gấp, tiếng bánh xe trà xuống đường muốn dọn người. Sau khi cắt đuôi được đám côn đồ, Tuấn chở tôi về nhà. Tôi định báo công an vì vụ bắt cóc vừa rồi, nhưng Tuấn nói anh sẽ nói chuyện lại với mình Hồi đó Tuấn và Quang là bố của mình Cùng hồn vốn cho một công ty Công ty làm ăn phát đạt Tuấn mở thêm một công ty khác Còn bố Minh thì dùng tiền làm ăn dư giả để ăn chơi Sau này khi tiền ăn chơi đã lâm vào cả vốn Tuấn nói thì ông Quang không chịu bù lại Còn nói Tuấn đang có công ty nữa Vốn do công ty này làm ăn phát đạt Nên mới có tiền mở Thế nên khi công ty chung có vấn đề cũng có trách nhiệm giúp đỡ Tuấn thấy vô lý nên không nghe Sau này ông Quang ăn chơi đến mức Không để ý việc công ty chung Mình Tuấn không kham nổi nữa Công ty chung phá sản Ông Quang vẫn chưa nhận sai Đến đòi Tuấn tiền Trong lúc tranh chấp Ông Quang vô tình quẫn trí Dạ nếu Tuấn không đưa tiền sẽ nhảy xuống tự tử Tuấn tưởng chỉ là đe dọa dạ. Ai ngờ ông Quang làm thật Lúc đó mình mới chỉ có 7 tuổi tôi để yên cho tuấn giải quyết lúc tuấn đưa tôi về nhà chỉ có chị lan và anh hoàng ra đón tôi hỏi chị nhung đâu thì chị lan kể cho tôi nghe rằng vào cái hôm tôi bỏ về nhà mẹ thì tuấn cũng bảo chị nhung đừng ở đây nữa lúc rời đi chị ta ấm ức lắm còn nói chúng tôi sẽ không hạnh phúc đâu tuấn yêu cô thật lòng đấy cô linh ạ à. chị lan nói trước khi đi xuống nhà nấu cơm để tôi lại một mình trên phòng với ngổn ngang suy nghĩ Tuấn đi giải quyết với Minh rồi Anh nói sẽ giải thích cho Minh hiểu Chứng kiến cảnh anh một mình hiên ngang và cứu tôi Tôi tin anh sẽ làm được Tối ăn cơm xong Tuấn bảo tôi lên phòng có việc Tuấn đưa tôi một tờ giấy Tôi nhìn nghĩ là đơn ly hôn Anh ký rồi Nếu em không thể sống với anh Vậy chúng ta ly hôn Giải thoát cho em Tôi có chút bất ngờ về thái độ nghiêm túc của Tuấn Tôi cầm tờ giấy lên Nhẹ nhàng xé thành mấy mảnh Em có nói là em muốn ly hôn à? Tuấn bất ngờ nhìn tôi Ánh mắt khó hiểu Rồi đột nhiên hiểu ra Anh ngồi xuống bên cạnh tôi Vậy em đồng ý làm với anh suốt đời nhé Tôi ngượng ngùng gật đầu Dường như tôi đã yêu ông chồng già của mình từ lúc nào Tuấn nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn Tôi không nói gì Mặt nóng bừng quàng tay vào cổ Tuấn Chúng tôi đã có một đêm nồng cháy Mặc kệ mưa gió ngoài kia Sáng tôi tỉnh dậy, Tuấn vẫn đang ôm chặt tôi, mắt nhắm nghiền, thở đều đều. Tôi khẽ cựa mình, thấy phần thân dưới ê ẩm. Đêm qua có lẽ đã khiến cả hai kiệt sức. Tôi khẽ khàng nhấc tay Tuấn ra khỏi người, lật chân ra định rời khỏi giường, bỗng tôi thấy có vết gì loang lổ trên ga giường màu trắng. Là máu. Máu ở đâu ra? Tôi không đứt tay chân gì cả, chẳng lẽ Tuấn Tôi hốt hoảng lai like Tuấn dậy anh ngái ngủ hỏi tôi sao vậy tôi vội vàng xem khắp người anh xem có chỗ nào chảy máu không nhưng không có em sao thế tôi lẩm bẩm chỉ vào viết máu trên ga giường em không chảy máu anh không chảy máu vậy viết này ở đâu ra tuấn nhìn theo hướng tôi chỉ bỗng bật cười bà trẻ của tôi ơi nói rồi tuấn cười lớn tôi khó hiểu nhìn tuấn hỏi mãi anh mới nói thêm nghĩ cái đêm anh bỏ thuốc đưa em vào khách sạn để ép cưới, là anh làm gì em rồi à? Không phải sao? Tôi lại càng khó hiểu. Bà nội, làm rồi mà bây giờ vẫn còn máu thế này à? Nói rồi Tuấn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ông chồng già của tôi hóa ra cũng lắm chiêu trò quá. Quý vị và các bạn thân mến, Linh cứ tưởng là mình bị Tuấn lừa vào thế gạo đã thành cơm để rồi cưới mình. Nhưng tình yêu mà Tuấn dành cho Linh là thật Cuộc hôn nhân giữa hai người hoàn toàn không phải là sự trao đổi tình tiền Không phải là sự trả ơn như Linh đã từng nghĩ Tuấn chẳng khác nào bùa hộ mệnh Cứu thoát gia đình cô, cứu thoát cô những khi cô gặp nguy hiểm Cuối cùng thì mọi sự hiểu lầm đã được hóa giải Tuấn và Linh xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn Đúng là tình yêu thì không kể tuổi tác Mà điều quan trọng là tình thương yêu thực sự mà họ dành cho nhau phải không quý vị và các bạn cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng nhật lệ và ekip của chương trình tạm biệt và hẹn gặp lại